như mình nói Đức Thầy là Phật sẽ tái lâm nước Việt. Rồi cái ở ngoài Bắc hay mấy bộ chị mình những người mà không tin tâm linh đó nha, trong năm loại á, năm loại mà cứng đầu á, thì họ có nghĩ là sư phụ nó giỡn hay nó khùng, cái họ mới ngồi nghiên cứu. Ban tiên giáo họ ngồi nghiên cứu, bây giờ mày nói giỡn mà nó khùng gì cũng được nghe kịp, mấy sao tao thấy cả đống dân của tao nghe lời của mày, không có đứng lên đói bụng, không có đứng lên biểu tình tao là tao khoái. Hiện giờ làm vậy đó, họ đang nghĩ như vậy. Rồi cái họ ngồi tính nữa, ổng ô mình muốn sổ, hồi xưa tao đủ tiêu ổng lâu rồi mà, bắt họ tao đủ tiêu ổng chết năm 1945 hả, mất xác làm gì còn sống lại được, nói chuyện quan đường. Những người mà cứng đầu mà không có lòng tin đó, họ là đều là có lý do để họ suy nghĩ ra. Còn huống hồ chi nước Việt làm gì sau này mà lại có vô kiệt hồi quý, những cái chuyện gọi là phi thường không à, không ai tưởng tượng cái điều đó. Còn những chuyện mà đại cực kỳ phi thường thì họ nghĩ là Trung Cộng là một quốc gia rất là mạnh, rất là hùng cường, vũ khí lợi hại. Những cái thích thấp mấy con coi trên mạng á, mà khen gì Trung Cộng hay khen nghe rồi đó, là của một số người Việt Nam mình thân thích cái chế độ di vật á, thì họ nghĩ những cái nước quốc gia đó không bao giờ bị vũ sổ, xóa sổ. Họ không nghĩ tới nhưng mà nó sẽ xảy ra thiệt. Giống như nghe họ đâu bây giờ họ nghĩ tới là nghe hôm nay thua, cuối cùng nghe cũng thua đậm luôn. Bây giờ cái mà họ sẽ không nghĩ tới đó là một cái nước Tàu rất là hùng cường giàu mạnh trước Covid. Bây giờ sau Covid mới có mấy năm, từ lúc Đạo Thiên Tâm ra đời hôm nay 6 năm, một cái nước mà đường tơ lụa hay G5 G5 gì đi khắp Âu Châu mà hôm nay chắc sắp tàn. Ở bên bờ bên bển bây giờ đói, thuốc cũng không có nữa, thuốc không có uống. Sắp sửa chết đói gạo không có ăn luôn. Không có ngờ một nước Việt hồi cách đây 2-3 năm chợ phố Sài Gòn, Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành cũng còn náo nhiệt, hôm nay hết náo nhiệt luôn. Khi một nơi hết náo nhiệt thì nó cũng giống như bông tàn, hồng tàn giữa mùa xuân, rồi từ từ khô, rồi héo, rồi rụng. Có bài sắm cơ đó, cả những cái câu hỏi tiên á, có phước hiểu được và có lòng tin, giống như nãy cha trên núi dạy mình á, cha kêu con á phải có lòng tin, dạy lại mấy đệ tử phải có lòng tin. Trời Phật không có bỏ những người có lòng tin, trời Phật chỉ không có gieo duyên, nghĩa là tam bất năng á, những người bất tin thôi, thì không phải là cha bỏ, nhưng mà không có tới gần được thì là họ mất cái phước nè. Thì cứ gán giữ tâm, khi mình có lòng tin thì bổn phận của họ thiên, các đệ tử con của ông trời hôm nay có như ngồi đây, thì về gieo duyên lại, mỗi người cứ làm cái kênh Facebook. Không biết những bác những người lớn tuổi thì chỉ kêu mấy con dạy quật quẹt trên đó, vô đó cũng học hỏi nhiều,
Tại con của ông trời á, là phải có bi, là mình có đúng không? Không có thì từ từ mình đọc kinh với ngồi thiền vô chỉ là từ từ không có. Có trí. Mà nếu mà mình không có đọc kinh, mình không có đi coi chuyện tình hình, tin tức thế giới thì nó không có vô nhiều trí. Bây giờ con họ Thiên phải biết tin tức, biết chuyện tình hình thế giới. Cái bữa nay B-52 với B-1 Bomber của Mỹ với Nam Hàn tập trận ngoài Bắc Hàn. Tại vì mặt bữa nó đói ngày nào cũng bắn lên. Dân thì không có ăn mà nó cứ, mỗi lần nó đói là nó cứ bắn. Cái gì nói cái đó chỉ là làm lùm xùm cho vui, hù ta. Hồi xưa sư phụ nói là dân sẽ lôi đầu mặt xuống Bắc Nam Bắc Hàn cái thống nhất. Cơ trời nó sẽ đi một lượt, thằng đó Trung Cộng, thằng Nga. Đó là lý do mà kéo dài Nga cà tàn để cho nó què què hoặc chân nó lo nó không xong. Chứ bây giờ đó mà xa đồ á thì bên kia nó dồn sức lại thằng nữa, cho nên bằng Mỹ nó khôn đó. Điển nó trên vô bộ 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 chính trị Pentagon của Mỹ á, là điển thiên vô, gọi là tướng trời xuống á. Ok rồi cứ làm để cho khi mà bắt đầu Trung Cộng bữa nay là steroid là nắm thêm 3 nhiệm kỳ đúng không? Thì bề ngoài mình thấy là hùng mạnh nhưng mà thật sự đó là đi đường chết. Cái gì mà mấy vị nói là cơ trời chuyển mạnh á, bắt đầu mình thấy lên vậy thì lúc đó chuyện kế tiếp sẽ xảy ra. Đó là phải đánh á. Biển Đông sẽ nổi sóng trong năm nay. Nếu mình quay không có bỏ anh mạng. Có hay không á, tối thượng sẽ hỏi. Rồi đó là vừa hỏi cái đức thầy nó. Con đừng có nôn nóng, mới đi có lớp có làng. Con đừng có lo quá. Cha con lo hết rồi, tức là thượng đế lo hết rồi. Con đừng có lo hơn ngày. Tức là rất là kính nể cha nghe, mẹ nữa. Tức là Phật rồi đó. Bởi thầy cũng phải tuân lệnh của cha, tuân lệnh của mẹ để xuống trần để lo cho chúng ta. Xuống trần không có hẳn là như kiểu như vụ có thân rồi có tên rồi có mấy con còn đụng nữa, sư phụ không? Ngài là Phật mà ngài đâu cần đâu, cũng giống như sư phụ ban đêm đâu có cần cái thân người. Tại sao biết nhiều người cứ nằm mơ thấy cái bộ quầy vô thuộc dạng người đặc biệt có thân nhưng mà chiếc thân được nữa. Ban đêm sư phụ đi làm việc với cha với đức thầy đi khắp thế giới đi tùm lum hết á, thì đức thầy thuộc dạng đó. Chứ không phải đức thầy ngồi ở cõi đà cõi niết bàn ngồi đó hay ngồi chển mà không làm gì, xuống sống chung với người phàm chúng ta. Tuy không thân của ngài đang ở đâu tới giờ phút này không có ai được tiết lộ, nhưng mà ngài sống lăn lỏi trong cõi hồng trần chúng ta là hiện hữu, trong đó có đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nữa, rồi có những cái người mà nổi tiếng nước Việt mình như Phật Bảo Âm nữa. Ý mình nói cái cõi là cái cõi trên trời á, cái gì không có ở trên đó mà bây giờ ở chung với chúng ta mà chúng ta không thấy, có nghĩa là không có nghĩa là không có. Bởi vì rất là gần với chúng ta, giống như hồi sáng trong phòng của Điện Mẫu mình có nhiều người mấy chục người phải không, nhỏ hơn này, nhưng mà mấy vị đầy đủ trong đó, mắt mấy con đâu có thấy, nhưng mà ít nhiều mấy con cũng có cảm nhận phải không, thấy rõ cảm nhận không. Thế bộ vừa thắng ngay nhang mấy vị đi vô á, một luồng gió vừa vô đó, rồi lúc đó mấy vị mới nói chuyện, mấy vị chứng hết, mấy vị đứng đó hết, thấy hết, áo vàng nghe, áo hồng nghe, áo đen nghe, mấy vị biết hết, cha biết hết. Cha còn biết luôn chuyện mà mấy cái kênh bây giờ á, bằng cư sĩ chửi cha, chửi mình. Cái con Linh bây giờ cái khác nó là xác hội mà bây giờ ai nhập mình không biết. Tại có lúc thù nó rồi thì phạm thượng thì mấy vị biết hết, nãy mấy vị nói luôn á, nói tên ra luôn. Nói con đừng có lờ lấy mấy cái đó mà buồn. Tôi không có buồn mà tôi chỉ tội nghiệp những người mà đã từng làm công đức
rồi hôm nay chỉ vì sống với chế độ hay là tà đó, khi mà đụng tới tiền bạc đó, những gì chánh thành người ta bỏ đi, dầu cho Phật Bà Ngâm có mượn điển Phật Bà cũng bỏ đi. Nhưng mà khi một người mà có cái lực, gọi là có cái điển mà đi vô đi ra đó, thì lúc đó thiên ma nó thấy là giống như nhà mình trống vậy, là nhào vô rồi, giờ ngự trị rồi, nó khiến sai khiến thành lý nó. Bản thân những người đó không có tự chế được, nghe cha cũng có nhắc nữa.